trần hạ máu hồng
đó xem chừng nào mới đặng thành thơi dầu Phật ra đời thế giới bình yên. Điện này điện của thần tiên ở trên non núi xuống miền Lục Châu, đời con chẳng có bao lâu ráng lo tu niệm đặng chầu Phật tiên. Thế gian ít kẻ làm hiền, nhiều người tàn bạo làm phiền quan công. Thế gian chuyện có đại nói không, đỡ hỏi mây rồng thân chẳng toàn thay. Việc đời đến lúc cấn gai mà cũng có đại nói sẽ nói xin. Sao xuống quỳnh tuyền địa ngục có ra điện này nói việc gần xa đành cho thế thứ biết mà lo tu. Tu cho qua cửa diêm phù khỏi xa địa ngục ngao du khỏi tai đường đời chẳng có bao giây, nên viết một bài cho ba tánh coi. Tuôn đời như pháo châm ngồi làm cho chúng lặng mà coi vui lại thần khung thời ba tớ một thầy dẫn dạy vậy đây rõ việc tới gần thật là điên đây còn giải còn thờ yên lặng như tờ cõi chúng làm danh sao luân hồi ba gia kẻ thấp người cao chừng thấy máu đào chung có nhiều quê sang chối đấng bây giờ gia dài giả sư tử cũng như nhân quý Bất Bồ Tát Sư Vĩ Đại Sinh. Lúc này kẻ ghét người ước chi bị điên nói vừa làm cho chớn ngôn quá nghiệm đấng tôi thân hỡi dưỡng trần biếm nhẹ gần xa nói quỷ nói ta đây cũng cam tâm. Nâng đại từ nỗi đại buồn nhớ ngày chuyện xa xăm mạnh vào trong bờ tử núi đại cười thầm ngày qua quê sức mạnh đại nói rằng lòng chẳng tham sáng sao còn ham của thế gian làm gì. Việc này thôi quá là kỳ cùng trong Phật giáo sao thì chi khen. Lúc này tâm trí rối bên tiếng quyền tiếng kèn mặt đi ba gian hết gần rồi lại tới xa dân sự nhà nhà bàn tán cười chơi. Chuyện này cũng tâm tuyệt vời giả như hàng tính đời thời lòng trốn đến sao danh nổi như còn lại làm ngày cho hãng ngày bán cho hồn mấy khi mỗi điều chuyện xưa thanh sự còn ghi khen anh hàng tính vậy thì mức cao tiền chuyện đời phải có trước sau điên khùng khờ thành tổ vĩ đại người mặc giáp nên mình ba gia phải trái cầm làm lành niệm Phật vô gần đành thấy thần tiết thương đời trong giả dân yên khắp trọng lễ thức và cũng chiên tăng bên ta thì có mạnh thu bên hữu lại ngày nay thấy cuộc
xây ráng lo tu niệm đảnh thầy cứu cho con xin quy mang theo danh lời tôn bảo sẵn của hết Bồ Tát quan người ăn cả ước mơ đừng khi nhà lá một cánh mà biết niệm Phật sao bằng bạc mua giàu sáng là nước trên nguồn gặp cơn mưa lớn nó tuổi một giờ cơ quyền bắt tổ chân thờ để thờ nhưng đảo ngón cờ cánh bao dương trần bùng giả nhiều màu thấy cảnh bắt tàu sáng chẳng thi suy lời xưa người cổ còn ghi những việc lạ kỳ nãy đạo biết thừa tới đâu bà cha mau kiếp lo hậu để sao đâu đáng đầu chẳng đánh toàn thay việc đời nói riết thêm nhây nếu muốn làm thầy phải tốn phải lao mèo kêu ba tấm lao sao đến chừng trong rắn máu đào trên ghế con ngựa lấy đa con dê khắp trong trần hạ nhiều bề dân khi kia cũng bị xáo xào canh khuya gà gái máu đào mới ngân nói rưng rưng điện biểu dân đừng làm dữ làm hung việc đời nói chẳng có cùng đến sao mới biết đây dùng cái hay bây giờ mắt viết tà tay nên mới làm vậy cho khỏi ngại nghi thiên cơ số mạng biết tri mà sao chẳng chịu chạy đi cho rồi những người giả đạo bồi hồi còn chỉ linh thinh mà ngồi mà nghe việc đời như nước trong khe nó tưởng đặt về nói biết người hung điên này nói chi theo khùng như thể dây dùng đằng cứu bá gia sau này kẻ khóc người lao dài ba năm được biết mà tà tinh điên biết chẳng lẽ làm thinh nói cho mặt tình nghe không việc điên điên sự chưa xong qua quãng lục châu chưa giác mà lầm lắm mà bây giờ ngài vô tận ý quyền người nghe đạo lý thì mấy kẻ lại nhúng trề nói làm kiếm con thế nghèo coi thể rách rốn rồi sao rắn này là của trời vì điên chưa đến cái thời nên còn ẩn dạng cho người cười chê từ đây sắp đến thầm thế con lìa cha mẹ vợ kia xa chồng tới chừng đến dịp ngóng trông chắc rằng trời Phật không lòng từ bi Di Đà lục tự ráng ghi niệm gặp tà quỷ vậy thì gian ra quyên đừng xài phí xa quá ăn
cần ở kiếm đánh mà lo trôi buộc gông cầm đừng khinh là những kẻ đuôi mù đánh sau sẽ khổ lắm khi người mù đuôi đời nay xem con tới xem lui chừng gặp tôi mùi người sân hận còn giới si mê tu hành sao được đất là nhờ trời bắt nhờ cho gần Phật tiên nói ra trong giả chẳng yên điên gai chèo quế giáo miền lục trong châu thiền đất tới quay lại cũng như đó ngõ thêm tạm thêm sầu lòng giá người xương hậu vẫn còn được lâu dài cầu bà già ai biết thì ước tôi chẳng nói thừa những việc thiên cơ bồ tát quan khi già lúc đại lại trẻ thơ già quê già giúp tài trong thị thiền bằng anh đi nhiều càng thảm càng phiền lớn dội xuống vĩnh nào yên thân già tay chèo miệng lại hát ca cả cho ba tánh biết đời loạn ly sắc tai đi đà Phật từ bi ở bên trên các trước ông chứng trí lầm này từ ngày tổ giáo với thầy dẹp lầm vị kỷ đầy lòng yêu dân người ngày nay chẳng cả tâm thần miệng cho con thờ sao gần bằng lan xa bồ đời này do một lời hay khắp trong cần hạ mấy ai Phật vừa dứt lời ngài đời này dành dứt làm chi tới bồ việc ly từ hàng thả trôi sông bằng thuyền đưa tiên cảnh non mà mấy ai đức mà cho người tin lòng cực theo tu đây quan âm cứ lo làm việc tà tay bắt ngưu bắt cày đánh chúng làm ăn chừng đau niệm Phật lắm sẽ Phật công thể hiểu được người ai mới được giải vô tận ý về nhân thấy đời mê mũi lầm than ông bà nói càng tội lỗi chinh ghê chữ tu không phải lời thầy mà đời làm việc tùy đánh thầy niệm chung thì nói nhiều trong giả sống sáng cùng hết sống làng tàn ác nhiều hơn ở trong biển thầy chùa như thể cây sơn ngoài giá quan chặt là trong thời mong ngày Phật buồn thay cho lũ ác tăng làm điều dối thế cho đạo màu Di Đà Phật tổ thêm người lạc dần xa những tăng nơi ồn náo vào âm dần sâu để có thân chẳng liệu ngày hành pháp tu theo lối thì cho bao người bằng chim dương dài ba gia lầm lạc đáng thương do đó được dân là dân nếu người chấp dương trần nhiều kẻ ham sân khất cứ mười phương tìm tay xa gần người đi phiền nào lắm buồn mượn lấy bút chứng lại tăng ngày diễn thánh dân tổ tử thân đế làm mỏ kính nể theo học đã thương đời chứ chẳng kiếm xu buồn cho ba tánh hết mù tới đuôi có phước là có chi mà gọi rằng vui ngày khóc trong ba tánh gặp hồi gian lao kẻ địch từ đây
hay đau ràng tu đem được tay cầm vào sự thân giữ trừ tà lời hiền nói rõ quả thấm đành cho ba tâm tịnh tâm tung hành ngày nay điên mở đạo làm khắp trong làm phạm chỉ tức mà trí đa giúp về nay đã gần cuối mùa thu mặt hết ngủ tới dài câu tác khu gần thành xác trận đạo lý chưa rành giải ai ai mà trường lòng thành ngày tiêu dương dữ đêm này sẽ mở xích xiềng dắt nhiều ba tấn gắn miền tiên ba dạy chúng tu thiền không tham danh lợi giàu sang ngày thôi cho ba tấn bao xiết nhà tâm thân của ngài đồ hướng về chầu Phật tống căn cầu xin Phật tổ qua ban lần đức ơn người niệm nay ra bài tổ đến nay không cho bao giờ dừng hạ ta nay thành tổ tuyên bảo mỗi người kính trọng tôn thờ Bồ Tát Phật trời thấy khổ thời thương muốn cho lấy thứ thường thường làm khi có gặp nạn thì hạ niệm danh đâu thì tất cả quả niệm chân sợ tan lắm mười phương chứ và con không trần biên khổ thấy rồi đáng tu như đạo chỗ tròn mới hay ta đừng tham nỗi đánh nỗi cay đại cay đắng sau này lại đến sầu bi quán âm tu hành tâm trí ránh trì sau này sẽ thấy việc gì trên mây đừng rồi làm tàn ác sáng gây sẽ có người này cứu dân giùm ngọc cho lại dương trần lâm chuyện đối cô lại phải dẹp dĩ kỷ tỏ tu hành đức kể kinh tưởng niệm cho sanh ngày sau thấy Phật đành rành chẳng sai Phật lúc này thế giới bi ai chẳng nói vắng dài Phật nọ tức tâm mấy lời khuyên nhủ chẳng làm tận đẩy đạo hành được mầm thanh cao dường như thế không cần lao khổ xiết bao quyền trong lễ tư vào đường tu xưa nay đạo hành quá lưu ngày nay sáng tỏ đến bù ngày xưa mặt tình kẻ ghét người ưa điên chẳng nói thừa lại với thương dân quan trường miệng nói gian răng mà tâm dính chắc không cần bụi nhớ Bồ Tát Nam Mô Pháp Hoa Hội buồn đời nên mới làm thơ cũng còn tay lấp mắt ngơ mới kỳ người đời lòng dạ bất tri trong cho làm bình dị kỳ con dương gian chầu ấp được voi giấu đầu rồi lại cũng loài sao đuôi nói nhiều mà giả chẳng ngôi việc tu ba tâm bắn lùi vượt qua bao khổ tưởng Phật được lúc đầu hôm đêm khuya muốn giật nổi có của người thế gian nhiều việc nực cười tu hành chẳng chịu lo cười lo khinh người già ham muốn gây sinh đến sao chẳng biết thân mình ra sao xác
thân cọp sẽ béo vào, còn người tàn bao máu đào tung trắng. Tu hành hiền đức thanh thơi, ngài cha thảo chúa Phật trời cứu cho. Ba gia hại gánh mà lâu, kim lão đưa đò nói chuyện quyền như lai dứt. Bảy lâu chẳng biết làm thơ, nay viết ít tờ trần hạ tình tâm. Đến sau khổ hạnh khỏi lâm, nhờ công tu niệm âm thầm quá hay. Chừng nào chim nọ biến bay, cả kia biến lỗi khổ này mới yên. Nhắc ra qua thầm quá phiền, bể khổ gần miền mà chẳng chịu thu. Ngọn đèn chân ly hết lu, khóc trong lễ thứ ao tu từ đây. Thấy trong thời cuộc đổi xây, đời nay trở lại khác nào đời thương. Nhắc ra thêm ghép ta trụ dương, ham mê đắc kỷ là phường hội cha. Hết gần điên lại nói xa, nói cho ba tâm điện mà người chi. Lời lành khuyên hãy gánh ghi, dương cần phải đáng tu trì sớm khuyên. Đừng ham làm chức nát nia, ngày sau như khóa không chìa dân như lai đà. Tu hành như thầy tha trôi, nay lỡ mai bồi chẳng có thiền tâm. Quan âm như lai tròn mưu sâu thì quả cũng thâm, ngày sau sẽ biết thú cầm chỉnh ghế. Hùm béo tây tưởng bọn bê, lại thêm mát thú mang xà rít to. Bà già ai biết thì lo, gác tay dèm xiềm đôi con gì. Hết đây rồi đến dĩ kỳ, xưa cao thuế nặng vậy thì thiết tha. Dân nay như thể không cha, chẳng ai dạy dỗ thật là thảm thương. Thứ này đến thứ minh dương, nơi chốn Phật đường mặt ngọc u ê. Cảm thương trần hạ nhiều bề, bởi chứng tàn bao khó kề Phật tiên. Chúng ham danh lợi điền viên, ngày sau đến việc lũy phiền suốt căn. Kệ kinh tụng niệm đêm thanh, ấy là châu ngọc để dành ngày sau. Bây giờ chưa biết vàng thao, đời sau kính trọng người cao tu hành. Nam mô miệng niệm lòng lành, ba gia phải ra biết rằng đường tu. Thương ai ham vọng ham dù, cùng như những kẻ đuôi mù đi đen. Phật Phật nào chứng cho. Dương trần tiếng nhỏ tiếng to, nói ngọng nói cò đây cũng làm thinh. Tưởng rằng thân nó là dinh, chẳng lo tu niệm cứ gình với điên. Nói ra trong
và chẳng yên. Bây giờ nói chuyện cởi thuyền khuyên dân, đêm ngày chẳng nại tâm thân, nắng mưa chẳng quan tấu tầng ai hay. Chừng sao đến hỏi rồng mây, người đời mới biết điên này là ai. Lùi thuyền chèo quê tay gai, thuyền đi nước ngược đến rài Cù Lao. Xa xa chẳng biết làng nào thiệt làng lắm khánh, người nào tu tớ thầy liền giả đuối mù. Em đi ca hát đại dương trần, ba gia tổ lại rần rần. Trong nửa ngày trần chẳng có đồng gì, trần hạ một khi ở một đêm thì sáng lại qua sông. Bình minh vừa buổi chợ đông, bài trò ban thuốc hát rộng đời nay. Cho thiên hạ tửu đông dày, rồi mới ra bài hát diệt thiên cơ. Tới đây ba tấm làm ngơ, buồn chốn lê thứ kiệt giờ đang đi. Lìa xa hồng ngữ một khi, thánh đường chất chỉ điên đi tâm thành. Tới đây ra mặt người rành, nói chuyện thiệt sành thông lão đạo nhôn lành. Nhiều người xúm lại đôi con, chỉ lão đưa đò mà biết việc chi. Thấy đời động tâm từ bi, điện chẳng bắt tì còn mắt việc xa. Quang quang chân nọ bước ra, giáp rạch cả cái rồi ra ngoài vàm. Đoái nhìn mấy nọ trắng lam, điện ra sức lực chèo chơi một giờ. Xa nhìn sương bạc mờ mờ, tận an làng nọ dân nhờ bắp khoai. Giá người ban cá bằng nay, dân chúng ngày rài xúm lại mùa đông. Tới lui giá cả vừa xong, điện cũng bằng lòng cân đủ cho dân. Có người chẳng chịu ngán cân, bỏ thêm chẳng bớt mấy lần không thôi. Nực cười trần hạ lắm ôi vàng, cho ba tấm mồ hôi quá lâu. Thân già thân xuống canh thần, nói cho lê thứ hoài đầu mới thôi. Nhiều người nghe hết phủi rồi, quay thuyền trở lại bôi hồi sầu bi. Giá người tàn tật một khi, xuống vàng kinh sáng đưa thì chút vui. Một người nhà la hầm hối, mà biết đạo lý mời cùng đến chơi. Bàn qua kim cố một hồi, cùi xuống giữa vời châu đốc thăng sông. Đến nơi thiên hạ còn đông, giả gái không chồng đi bán cao tươi. Thì dân ở chợ nực cười, xùm nhau treo nghèo đắng cười gây thơ. Buồn đời lăn mà ngẩn ngơ, biến mất lên bờ liền giả cùi đuôn. Phố phường nhiều kẻ tới lui, thấy kẻ đuôi cùi chẳng muốn
khỏi ngàn quý. Đời nay quý trọng người sang, giả đây gây lộn nói toàn tiếng Tây. Tây Nam cha chật chú thầy, nó thấy làm vậy cũng bắt ngại nghi. Xuống thuyền quay qua một khi chèo lên dịnh tế vô thì núi sáng. Đi ngang chẳng ghé chùa ăn, xuôi dòng núi sập đang làm người ngu. Xem qua đầu tóc u sù cũng như người tối ở tù mới ra. Chèo ghe rau diệt gần xa, bồng lai tiếng cảnh ai mà đi không. Nhiều người tâm đạo ước mong, nếu tôi gặp được như rồng lên mây, ấy là tại lệnh phương Tây, cho kẻ bảo tàng kiếm thấy thần tiên. Có người nói xêu nói xin chú muốn kiếm tiền, nói gạt bá gian. Thoáng nghe lời nói thiết tha, rừng rừng đón mắt chèo nhà điệu vào tay chèo miệng cũng đau chân lòng đường. Đi tiền cầm ai cần biết chất chưa đến xưa. Lúc chàng ly phụ đỗ thừa trọng ngư, nhà anh có của tiền dư, sao chẳng hiền từ thương xót ba gia. Bây giờ gặp việc thiết tha, bạc vàng con cứu anh mãi không. Hết tay điên lại nói đông, có ai thức tình để lòng làm chi. Mặt dưng bắt dạng từ bi, thuyền đi trở ngược về thì giảm nao. Dồn xem thiên hạ lâu sau, không ghé nhà nào cũng gọi dài câu. Con sông nước chảy dặm cầu, ngày sau có việc tham sầu thiên than. Chừng ngay nổi dậy phóng ba, có con nghiệp thúc lúc mà người hung. Đến chừng thu ấy phục tòng ba giá, mới biết người không là ai. Bây giờ phải chịu tiếng tay dân đạo tối ngày mà chẳng ai nghe. Đời như màn nó bằng the, hay ráng đọc về của kẻ hùng điên. Khỏi vàm điên mới quay thuyền xuống miền cáo lâm, lại phiền lòng thế. Tới đây ca hát ban đêm, ai có thù hèn chửi mắng cũng cam. Cho tiền cho bạc chẳng ham, quyết lòng dạy dỗ dương cầm mà thôi. Nghe rồi thì cũng vui rồi, nào ai có biết đây là người chi. Trở về phòng mỹ một khi, thuyền đi một mạch tới thì rạch danh. Ghé chèo khúc quẹo khúc quanh, ở đây có một người lành mà thôi. Nhắc ra tâm trí bội hồi, khó đứng khôn ngồi thương xót ba gia. Kiến dạng làng nọ chẳng xa, kiếp máu tên đó vậy mà thử coi. Xứ này nhà cửa ít ỏi, mà trong dân sự nhiều người chân tu. Thấy người đói rách
trong sinh xô ra tay không dứt đuôi mồm chẳng chê. Khỏi đây đến chỗ bổn bày rõ ràng, bên lưng đã kề bên kia. Và người tay thần lưng xe lại không nói mà hết về rồi lại nói thơ làm cho ba yêu có kẻ lòng muốn tu. Thơ về điên đã nói xong đi luôn ba không kéo lòng ước mơ tới đây dẹp hết về thơ và người ba mấy quán cờ quán quê chợ này chúng người trẻ dễ măng chẳng ngon bạn hà tiếng nói quá giòn mà giá này chẳng bán còn chờ chuyện gì mà bấm thời kẻ nếu người trì ở đây không bán chỉ thì đi đâu dứt lời rồi lại câu mong măng con đi cho khéo hầu làm khôn muốn làm cho có người đồn biến mất xác hồn mà cho chúng chỉnh nghe chuyện nói ra thêm thảm thêm thêu thâm lặng giữa cây giả bán trọng cao bán hàng xúm lại lao sao ông bán giá nào nói thử nghe có trậu thời kẻ móc người môi còn cao bẻ dâu thấy loài tánh tham thấy già bán rẻ nó ham bị thêm quay giúp nó làm thành tay ghé người biến mất bành tay cho chúng biết tài của kẻ thần tiên bến thành đến đó đấu liền gặp hai thằng linh cha liền thuế thân tớ thầy nói chuyện cân phân mới lỡ một lần xin cầu thương tha hai người tôi ở xa bởi chứng khổ nào mới là nỗi trôi. Linh nghe vừa dứt tiếng rồi quát nạt một hồi mới bắt giang thấy đời đông già hết ham ghé người biên mất coi làm chi đây tức thời điên già làm thầy đi coi đi coi khắp trong phố phường có người tu niệm điên mới chỉ đường tinh đồ vàng xanh giáo cùng khắp cả sài thành khi cả khi ly nói rằng thiên cớ ba già ba tánh làm ngơ tưởng như những kẻ nói thơ kiếm tiền dân minh trọng bạc trọng tiền dành chúng đọc sách làm phiền quyền sư cho tất cả hàm lưng thay mặt ai ghét ghét ưa ưa chẳng dám nói bừa cho ba tấm nghe quyền phiền ba ngựa ngựa xe xe điên và người què gia đình phẳng sống quẻ này đường xa lão thông khắp trong thiền thị tì nhà quê kêu cơm ba tân nghe ghê thêm nói bọn bề những việc về sáng tấn dương trần bàn tan tóc cao chẳng biết nỗi đành có việc tiên tri giả từ gia đình một khi thuyền hoàng trực
đến thế cần thân. Tới đây giờ nghe quá cờ giờ đêm chậm dài đứng ở một bên. Phố phường xôn dưới đầu trên cùng người đi chợ xin nhau reo cười. Thì thiền hiền đức được mời còn nhiều xuân lại chỉ người về. Vợ thời ca hát nguyên thiết chồng chẳng có tiền lại quanh xin cung. Con ba cha coi thầy trách mẹ ấy cũng sẵn hòn đắng có nghèo nhớ đêm mà ca hát dịp trời với việc hiện thời khổ nào âu châu trái cùng chẳng xót đau đau lòng quá ta sầu xin lại lòng chúng mà sanh chờ quê vàng dài đã xong thiền loạn đất chỉ đến dài bên tre chợ này đông bãi nhà bè giá chỉ bán chè giảm khắp các nơi chúng mà dòng rau rặt tiếng đỏ thời trước ta mời chỉ về và qua lại lắng say nói rằng rằng những việc bướm ông mà dân gần chè ban lại chưa xong đêm cùng nói rằng chuyện khổ về sau nói rồi chân bước mau mau lìa xa thiền thì đâu cùng bị nhúng càng để là chữ thầy nói lũ ba dân thì đời tai lấp mắt ngỡ lúc ở trên bờ khi lại đi ghé vào. Giúp trừ nguy hiểm không hề nhiều.
trầm dương liễu, nước cam đồ rưới mát nhân thiên. Chúng sanh điên đảo, đảo điên, an vui mát mẻ, ưu phiền tiêu tan. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nguyện thứ sáu, thường hành bình đẳng, lòng từ bi thương xót chúng sanh, hỷ xả tất cả lỗi lầm, không còn phân biệt sơ thân mọi loài. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nguyện thứ bảy, dứt ba đường dữ, chốn ngục hình ngạ quỷ súc sanh, cọp beo thú dữ vây quanh, Quán Âm thị hiện chúng sanh thoát nạn. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nguyện thứ tám, tội nhân bị trói, bị hành hình rồi lại khảo tra, thành tâm lễ bái thiết tha, Quán Âm phù hộ thoát ra nhẹ nhàng. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nguyện thứ chín, làm thuyền cứu vớt, giúp cho người vượt khúc lên đênh, bốn bề biển khổ trong trên, Quán Âm độ hết an nhiên niết bàn. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nguyện thứ mười, tây phương tiếp dẫn, vòng hoa thơm kỹ nhạc lòng tàn, tràng phan bảo cái trang hoàng, Quán Âm cứu độ đưa đường về tây. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nguyện mười một, Di Đà thọ ký, cảnh cây phương tuổi thọ không lường, chúng sanh muốn sống liên trường, Quán Âm nhớ niệm tây phương mau về. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nguyện mười hai, tu hành tinh tấn, dù thân này tan nát cũng đành, hành tâm nỗ lực thực hành, mười hai câu nguyện độ sanh đời đời. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.